Chào các em, thì hôm nay anh sẽ tiếp tục điểm mặt một số cái dòng đồ chơi mới anh mới nhập về. Thì tuần vừa rồi thì anh hơi bận quá, không có nhiều thời gian để làm video, nên hôm nay mới có một chút ít thời gian nên mới giới thiệu một số cái dòng sản phẩm mới về. Thì trước tiên là cái 95 xạ thủ phần 3 ha. Đây, 95 xạ thủ phần 3 thì đợt này anh về sẽ có 3 dòng cơ bản, nâng cấp và siêu cấp ha. Thì đây là cái dòng cơ bản nha. Dòng cơ bản này, để em sẽ thấy này ha. Bastard Disco Fire số 3 ha, này 95 xạ thủ phần 3. Thì chỉ duy nhất dòng cơ bản này thì anh lấy về đủ 6 mẫu thôi. 6 mẫu thôi. Còn cái dòng nâng cấp, các cái dòng nâng cấp sau thì anh chỉ về được có 1-2 mẫu con thôi. Tại vì cái dòng 95 xạ thủ phần 3 này thì nó cũng đã ra, nó cũng tương đối lâu rồi. Chỉ có Việt Nam mình là không chiếu thôi. Thì đây là cái dòng cơ bản. Cái dòng tiếp theo là cái dòng nâng cấp ha. Đây là dòng nâng cấp. Mà nâng cấp thì nó có gắn thêm cái nòng, nòng súng đằng trước, và nó sẽ có thêm một cái chiếm luân mà biến hình thành con linh thú á các em. Này, anh sẽ cho các em nhìn hình này, đây ngay chính chỗ này ha. Đó, thì điểm có lẽ đây là cái điểm khác biệt giữa cái 95 xạ thủ phần 2 và phần 3 ha. Thì thực ra phần 3 này nó cũng rất là nhiều mẫu á, anh chỉ lấy về được 3 dòng cơ bản thôi. Đây là cái này, cái dòng nâng cấp ha. Cái dòng cao nhất mà anh đem về đợt này là cái dòng có cái nòng súng nè, dòng anh tạm gọi là dòng siêu cấp ha. Thì đây cũng vẫn là con, nó sẽ có thêm nòng súng, có thêm ống ngắm, nó vẫn giống cái dòng số 2 này, mở thêm đặc điểm là cái súng và cái mà để đựng nhiều chín luân này. Đó là 95 xạ thủ phần 3. Và nói thêm một điều nữa là 95 xạ thủ phần 3 thì phim thì anh có một tay, nhưng mà hiện tại bản quyền là nắm bởi My Kingdom. Thì không biết, chắc là sớm muộn thì họ sẽ chiếu cho các em xem thôi. Còn đồ chơi thì anh không nghĩ là họ sẽ nhập về đâu, tại vì cái này nó cũng lâu lắm rồi, hàng giờ nó cũng không còn nhiều đâu. Tiếp theo là anh sẽ đem về khoảng hai cái mẫu Yo-Yo ha. Thì cái mẫu thứ nhất là cái 676207A. Dạng yo-yo truyền thống em ha. Cái yo-yo thì anh không biết chơi, nhưng mà anh đem về một số cái này để phụ các em ha. Thì 676 con, cái này là thuộc dòng Blazing Team 5 á. Thì 676207A này là bằng nhựa, nhưng mà nó có đi kèm thêm một số cái bóng đèn nữa, đèn cảm ứng hay sao á. Thì để thời gian tới anh sẽ mở đây hai cái đèn này, sẽ mở ra cái hộp này cho các em xem á. Còn tiếp theo là cái dòng thứ hai. Cái dòng thứ hai là cái 676109. 676109 và cái dòng Yo-Yo truyền thống 1A mà bằng kim loại ha. Thì nó có 4 màu. 676109 thì tên là trong cái anh cha của nó tiếng Trung nó là ngôi sao của chúa trời gì đấy, nhưng mà không biết là tên chính thức của Việt Nam mình là như thế nào. Thì các em có thể nói cái tên chính xác ở trong phần comment cho anh ha. Thì cái 676109 này bằng kim loại này thì anh về có tới 4 màu lận, màu đỏ, màu cam, màu xanh và màu bạc. Đó là cái về các sản phẩm Yo-Yo ha.
Và cuối cùng trong cái đợt hàng này thì là cái dòng robot chiến đấu Blast Fighter các em ha. Đây anh em. Blast Fighter thì đây là cái dòng robot chiến đấu mà có dùng pin. Khá là thú vị. Chắc chắn cái dòng robot này anh sẽ có bài mở hộp và review cho các em. Cái này lấy cái này chơi khá là vui. Mặc dù cái dòng sản phẩm này nó ra cũng cũng khá lâu rồi. Một số thông tin thêm cho các em là anh hy vọng trong cái đợt hàng cuối tháng 9 này thì anh sẽ lấy về được một số con quay Nado 3 để cho các em. Anh hy vọng anh sẽ lấy được một cái bộ khá là hiếm. Và thông tin về cái dòng con quay Nado chiến thần vô cực á, thì phần 4 của con quay Nado là hiện tại là chắc chắn là không có rồi, nhưng mà nó sẽ có một cái khác thú vị hơn. Thì anh sẽ cập nhật thông tin và sẽ báo cho các em biết về cái thông tin của dòng sản phẩm Nado mới ở trên trên cái kênh này của anh. Thì cái bài điểm tin nhanh về mấy cái sản phẩm anh vừa mới nhập về cái đợt này thì đến đây là hết. Thì hy vọng sẽ sớm gặp lại các em trong những cái bài review những cái sản phẩm mới mà anh giới thiệu này. Thân ái chào tạm biệt tất cả các em.